Chùa Quán Thế Âm tọa lạc tại chân núi Kim Sơn, 105 ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Ở đây nổi tiếng với lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hàng năm vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, một trong 15 lễ hội lớn cấp quốc gia. Nơi đây còn có động Quán Âm, một trong những hang động đẹp và đặc sắc của di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Chính vì thế, khi mà du khách ghé thăm Đà Nẵng, khó có thể bỏ qua địa danh này. Và để hiểu rõ hơn về ngôi chùa này, xin mời quý vị và các bạn cùng Kiều Anh gặp gỡ Thượng tọa Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quán Thế Âm. Chùa Quán Thế Âm được hình thành do bởi cái tâm nguyện của một cái vị thầy khai sơn ra, tên là Thượng là Vệ Hạ là Nhãn, Thích Pháp Nhãn. Ngài đã an cư tại chùa Tam Thai vào năm 1956-57 và Ngài thấy cảnh của Ngũ Hành Sơn rất là đẹp, trăng năm ngọn núi, Ngài cũng mong muốn là mình cũng có cái duyên để tạo dựng một cái ngôi thánh tích. Ngài thường lại Pháp Hoa và Đức Quán Thế Âm, cho nên một hôm Ngài nằm mộng, rất thầm mộng là thấy Đức Quán Thế Âm, đi tìm ra cái động nào mà có cái tượng Quán Thế Âm. Thì thời gian tìm thì có một cái vị lão thành tên là Bắc Tám, xã Tám, dẫn Ngài đến cái động này. Rồi nó cái động thì cái hang động rất là nhỏ, khai phá ra. Nhắc đến chùa Quán Thế Âm thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một danh lam thắng cảnh, và đây cũng là một thánh địa Phật giáo. Và con cũng đã có cơ hội được bái lễ Quán Thế Âm. Thầy có thể chia sẻ đôi nét về những nét đặc sắc tại lễ hội Quán Thế Âm là gì ạ? Cái lễ hội Quán Âm này nó phát xuất từ chùa Tam Thai Linh Ứng. Tam Thai ở động Huyền Không. Hồi đó khánh thành một cái tượng Quán Thế Âm. Nhưng mà sau năm 1960 thì sau đó là chiến tranh không có làm được và trên đó chặt hẹp. Thì ở dưới này khi phát hiện được cái động Quán Thế Âm thì những người dân mà cảm ngộ Quán Âm thì đều đi xuống động Quán Thế Âm hành lễ cầu nguyện và vân vân. 1991 là có cái lễ hội Quán Âm để nhằm hướng dẫn cho đồng bào Phật tử tín ngưỡng Quán Thế Âm, sinh hoạt nó đúng với chánh pháp và đúng với cái văn minh của xã hội, tránh những cái mê tín dị đoan quá mức. Là cái lễ hội Quán Thế Âm nó hình thành là như vậy. Trong lễ hội thì con thấy sẽ có một người hóa trang hình tượng Quán Thế Âm và đi từ động Quán Âm ra. Vậy phải chăng đây là một điều đặc biệt giữa tên động và tên chùa? Cái văn hóa về lễ hội thì nó có Phật thể và phi Phật thể. Thì chính cái động Quán Thế Âm, cái hình tượng tự thiên tạo đó, là nó lên một cái thánh địa của Đức Quán Thế Âm. Thì khi chúng ta làm lễ hội thì có phần hội trong lễ và phần lễ trong hội. Thì chính là hóa Quán Thế Âm, đặc biệt là hóa rất là nhiều thân, nhiều cái hình tướng của con người, của trời, của đồ vân vân, để mà tùy cái phương tiện mà cứu độ những cái nỗi niềm đau khổ hoạn nạn của chúng sanh. Cho nên là không thể thiếu cái hình tượng mà Đức Quán Thế Âm ở trong động đi ra bằng cái nghệ thuật văn hóa của hiện đại của bây giờ. Xin được cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi đã giúp con có thêm thật nhiều kiến thức thú vị về ngôi chùa Quán Thế Âm cũng như là lễ hội Quán Thế Âm, và con cũng xin được chúc thầy có thật nhiều sức khỏe. Chào Kiều Anh. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Kiều Anh khám phá động Quán Âm đó chính là anh Lê Văn Hòa, hướng dẫn viên du lịch di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, người sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị về một trong những hang động đẹp, thiêng liêng và kỳ bí của di tích danh thắng này. Xin mời Kiều Anh và mọi người, chúng ta sẽ vào tham quan động Quán Thế Âm tại Kim Sơn của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn ạ. Hiện gần như sản phẩm.
như mọi người và Kiều Anh thấy, chúng ta đi vào không gian nó hẹp và đến đây thì không gian mở òa ra với rất nhiều thạch nhũ, và những thạch nhũ tạo những bức tranh thiên nhiên rất là kỳ thú, rất là đẹp. Đầu tiên, như chúng ta thấy, đây là một cái tôn tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hoàn toàn tự nhiên đứng trên mình rồng, tượng trưng cho Quan Âm Nam Hải. Và em có thấy là đây là một bức tượng khá là đẹp và có thể nói là tạo tác tuyệt mỹ của thiên nhiên. Vậy thì đây có phải là lý do đặt tên cho động và ngôi chùa Quán Thế Âm không ạ? Vâng, đúng như vậy đấy Kiều Anh ạ. Nhờ bức tượng này, khi mà Sư Thích Pháp Nhãn đã phát hiện ra pho tượng này thì Ngài đã đặt tên ngay là động Quán Thế Âm, và đồng thời chùa lúc bấy giờ cũng lấy tên là Quán Thế Âm luôn. Và bên cạnh là em có thấy một hình tượng hình như là đầu con rồng phải không ạ? Anh có đúng thể rồi. Giới thiệu chi tiết một chút về đúng. Cái hình tượng này ạ? Rồi, đúng rồi, đây là một đầu rồng và giống như ẩn trong mây, và sau đó thì đuôi rồng ở phía sau, thì nó có sự tích là Quan Âm luôn luôn là quán chiếu nghe các âm thanh kêu cứu khổ đau ở của chúng sanh ở biển cả, và Ngài hóa thành những cái phương thức diệu dụng để cứu độ chúng sanh ở ngoài biển, cho nên được gọi là Quan Âm Nam Hải. Bây giờ ta sẽ đến một số hình thù tự nhiên khác ở trong hoạt động này. Ở đây thì ngồi cái tôn tượng của Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm tự nhiên rồi, thì có cái bộ tam khí của nhà Phật, đó là chuông, trống và mõ. Nhưng đặc biệt nhất là cái chuông này, nó dài 6 mét hoàn toàn tự nhiên. Khi chúng ta gõ vào đấy thì nó ngân y chang như một tiếng chuông. Và ngày nay thì để bảo vệ cái bảo vật này thì đã là một quinh lưng để chúng ta vừa cầu nguyện nhưng mà đồng thời để bảo vệ cái chuông đá tự nhiên này. Thường khi thì chúng ta thường khi cầu nguyện chúng ta sẽ quay kinh lưng và đi ít nhất là một vòng như thế. Khi quý vị chạm nhẹ vào những kinh lưng như thế này thì những kinh lưng sẽ tự động di chuyển, và thường thì chúng ta sẽ đi ít nhất một vòng để cầu nguyện những điều bình an, cầu nguyện sức khỏe cho gia đình. Và ngoài yếu tố tâm linh thì những kinh luân còn có tác dụng là bảo vệ chuông đá tự nhiên như thế này. Như đã giới thiệu thì có một tam khí, thì đầu tiên là chuông, và đây là mõ, còn cuối cùng là trống. Và khi chúng ta gõ vào này này, nó sẽ có cái âm thanh. Đây cũng là một điều khá là thú vị tại động Quan Âm đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan và chiêm ngưỡng những tạo tác thiên nhiên nào ạ? Bây giờ chúng ta qua không gian bên đây thì sẽ có tiên ông đánh cờ này, rồi Khổng Tước này. Đây rất là trong, thì không biết hồ Cam Lồ có phải xuất phát từ tự nhiên không ạ? Hồ nước này nó hoàn toàn tự nhiên, nó qua đất đá nên rất là trong và được lấy tên là Cam Lồ. Cam Lồ tức là đấy là một cái pháp khí của Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm. Cam tức là ngọt, dịu. Lồ là một dòng suối, tức là đây là một dòng suối tâm thức từ của tình thương yêu bao dung mà không cần trả lại, đáp trả, thì chính cái đó được gọi là cái tâm thức Cam Lồ. Em cũng thấy đây là một điều khá là đặc biệt, một hồ nước nó xuất hiện trong một hang động, và đây cũng là một điểm nhấn mà khiến cho du khách mong muốn ghé thăm động Quan Âm. Đúng như vậy, tức là tất cả được hài hòa một cách nó gần như đầy đủ, như là bộ pháp khí nhà Phật, tượng Quan Thế Âm, hồ nước Cam Lồ, Khổng Tước, những cái đó tạo nên một cái rất là kỳ thú đối với du khách. Quả thật là một trong những hang động đẹp nhất của danh thắng Ngũ Hành Sơn. Nó không chỉ mang vẻ đẹp tuyệt tác của thiên nhiên mà còn hòa quyện với những yếu tố tâm linh huyền bí. Đúng như vậy đấy. Cho nên là nó vừa hòa hợp giữa cảnh trí rất là đẹp, dòng sông của cò uốn quanh, rồi có chùa chiền, rồi ngoài ra còn có đặng Quan Thế Âm, có những cái hình tượng rất là tâm linh. Chính vì vậy mà có nhà thơ nói rằng: Ngũ hành có núi Kim Sơn,
có chùa tĩnh lặng bên sông Cổ Cò, bàn tay tạo hóa điểm tô, Quan Âm thật động vọng chuông kinh cầu. Thưa quý vị, sau một ngày tham quan và trải nghiệm tại chùa Quán Thế Âm và động Quan Âm, Kiều Anh đã có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí và đầy tâm linh tại khu di tích này. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Hòa đã đồng hành cùng với Kiều Anh và quý vị khán giả của Đà Nẵng TV giới thiệu một trong những hang động đẹp nhất của di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Hòa cũng xin cảm ơn Kiều Anh và cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngọn núi Kim Sơn là một trong năm ngọn núi của Ngũ Hành Sơn. Nơi đây mang đến cho chúng ta một không gian yên bình và thanh tịnh. Và nếu quý vị có dịp đi thuyền trên sông Cổ Cò thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng bóng núi ngã xuống mặt sông đầy yên ả và phẳng lặng. Và đây cũng là một điểm đặc biệt để du khách ghé đến địa danh này khi ghé thăm Đà Nẵng. Và chúng ta đừng bỏ lỡ di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn để cảm nhận được những điều thiêng liêng và huyền bí tại nơi đây quý vị nhé. Còn bây giờ, chương trình 360 độ du lịch xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Kiều Anh và xin hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.